vấn đề của những cái kẻ tự nhục các bạn. Chúng ta lên hàng ngày chúng ta nói chuyện, hoặc là chúng ta lên Face, lên các cái mạng xã hội, chúng ta đều đâu đó thấy nó còn sót lại những cái kẻ có cái tinh thần, cái tính tự nhục. Cũng là người Việt Nam mà tại sao đó, những cái thành tựu Việt Nam đạt được nó luôn chê bai vậy các bạn? Thì đơn giản thôi, đó là những cái kẻ gọi là bất tài vô dụng các bạn, còn sót lại những cái kẻ đó, còn sót lại cái tư tưởng của hầu hết là từ ảnh hưởng từ cái chế độ cũ, cho nên là nó không muốn đất nước này phát triển. Khi mà chúng ta có những cái thành tựu gì, bất cứ cái thành tựu gì mà chúng ta đạt được, chúng nó đều tìm cách phá, tìm cách chê bai đó. Nhưng mà rất may mắn cho Việt Nam là cái thành phần đó nó không có nhiều nữa. Bởi vì mình không có nói hết là ảnh hưởng thế độ cũ, có nhiều em sau này được đi học đi hành thì nó nhận thức tốt, thì nó vẫn yêu nước, nó vẫn ủng hộ những cái, nó vẫn vui mừng phấn khởi trước những cái thành tựu đất nước chúng ta đạt được đó. Thì đâu đó mình lên mạng mình thấy là một số kẻ thì gọi là gì, VinFast là đi ăn cắp công nghệ đó, về là làm thành cái thương hiệu. Một cái câu nói rất là ngây ngô, mình chỉ dẫn chứng thôi, Thái Lan là một cái đất nước mà lắp ráp cho hầu hết các loại xe trên thế giới luôn, rất nhiều năm nay rồi. Mà tại sao Thái Lan không có một cái thương hiệu xe nào tầm cỡ? Nó có cái xe thương hiệu của Thái Lan là cái xe Tút Tút đó các bạn. Xe như cái xe Lam của Việt Nam đó. Thái Lan nhìn, bây giờ Thái Lan nhìn Việt Nam với một con mắt gọi là ngước lên, thèm thuồng các bạn. Đâu phải các hãng xe hơi, các nước trên thế giới nó đâu ngu rồi mà nó để mình đi ăn cắp rồi mình tự gọi là làm cái thương hiệu riêng của mình. Đó, chỉ có những cái kẻ tự nhục này nó suy nghĩ rất là ngu dốt. Rồi sao? Tôi cũng từng được đọc những cái comment gọi là VinFast chưa làm được xe máy thì đâu có đủ trình độ làm xe hơi. Các bạn thấy không? Một cái câu nói rất là ngây ngô các bạn. Thể hiện cái sự gì? Cái kiến thức, nhận thức kém, thấp, nên mới nói những cái câu như vậy. Người ta có chiến lược. Tại sao cái ông tỷ phú bây giờ như thế giới Elon Musk, ông không làm xe máy mà ông làm cái xe điện Tesla đó. Bây giờ xe điện đó là ổng là bây giờ giàu nhất thế giới rồi. Tài sản ổng vừa rồi là hơn 300 tỷ các bạn. Các bạn thấy đó, ổng đâu có làm xe máy. Đó là một cái câu thứ hai mà tôi còn nhớ, tôi đọc trên mạng tôi nhớ. Đó rồi thậm chí vừa rồi tôi có lên mạng, tôi có tranh luận với một người Việt Nam mà hình như là sống ở bên Mỹ á. Thì khẳng định là cái việc mà thương hiệu VinFast có mặt bên Mỹ chỉ là gọi là tin giả thôi. Các bạn thấy không? Sống ở một cái đất nước đầy rẫy thông tin, một cái đất nước mà phát triển như vậy mà dám nói là cái việc mà VinFast có mặt ở Mỹ là tin giả các bạn. Không biết là đang sống dưới cống hay là sống ở gầm cầu. Hoàn toàn mù tịt về thông tin. Đó. Rồi trước đây khi mà VinFast quyết định đầu tư mạnh cho cái lĩnh vực xe hơi thì VinFast bỏ cái lĩnh vực điện thoại, đúng không? Chúng ta thấy bỏ, thì những cái kẻ tự nhục nè, trời, nó hô hào, nó giống như nó vui sướng, nó mừng lắm. Ý là VinFast là chắc có khả năng là chịu không nổi, chắc sắp phá sản rồi, nó vui mừng các bạn. Mình không hiểu nó phải là người Việt không đó. Rất nhiều những cái comment mà nó tự nhục một cách khốn nạn các bạn. Một cách khốn nạn, không thể chấp nhận được. Đó, thì những cái kẻ mà ở hải ngoại nó chống phá, nó chê bai. Đó, nó dè biểu là cái chuyện của nó. Trước giờ ở bạn chắc nó vậy rồi, nhưng mà những kẻ mà đang sống ở đất nước này nè. Đó. Mà trước những cái thành tựu của đất nước đạt được, nó lại
tự nhục một cách hèn hạ. Đó. Thì lời cuối gửi đến những cái kẻ tự nhục này. Đất nước này có phát triển, đó, có thành công hay không thì bản thân nó, gia đình dòng họ nó cũng được hưởng lợi. Nếu nó sống trong một cái đất nước kém phát triển, loạn lạc giống như Libya, Syria, Iraq bây giờ, nó liệu nó có sống nổi không? Liệu gia đình dòng họ nó có sống nổi không? Trong khi nó đang sống ở một cái đất nước yên bình, đúng không các bạn? Đang phát triển hàng ngày, đó. Và cái lĩnh vực mà xe hơi là của VinFast là một trong những mà gọi là cái thương hiệu quốc gia của chúng ta đưa ra tầm thế giới, và chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích kinh tế cho đất nước. Chúng ta đi đầu tư nước ngoài thì chắc chắn chúng ta phải thu ngoại tệ về, bán xe thì làm giàu cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước, giải quyết công ăn việc làm trong nước. VinFast không chỉ là xe hơi mà cái tập đoàn của họ là đa ngành nghề các bạn. Họ đầu tư trong nước các bạn biết rồi, nhiều lắm. Và đất nước chúng ta được thừa hưởng rất là nhiều thứ từ cái tập đoàn này. Đó. Cho nên là mình có đôi lời gửi đến những cái kẻ tự nhục này. Hãy bớt tự nhục đi, nếu không đóng góp gì được cho đất nước thì đừng bao giờ lên tiếng, đừng bao giờ tự nhục. Bởi vì bản thân mày hoặc là gia đình dòng họ tụi mày đang được hưởng lợi từ cái sự phát triển của đất nước. Đó, thì hôm nay tôi có vài lời chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà cái xe VinFast và những cái thành phần tự nhục. Đó, xin video đến đây hết, xin chào các bạn nha.